cái này nè, anh chưa, em mới gáp mà. Anh gửi là cái mẫu cho em gáp, em thấy em biết được em gáp á. Cái nắp cong đúng không? Dạ dạ. Lật cái nắp cong lại, anh chỉ cho luôn này, lật nắp cong lại anh chỉ cho luôn. Lật cái nắp cong lại. Dạ. Lật cái nắp này ha. Lót không nó chạy nha. Lật lại. Đấy vậy à. Lật lại. Dạ. Cầm đây. Cầm đây. Đó đây. Lấy 4 cái tia dài. Sao rồi lấy cái 4 tia dài dặn mẫu 4 cái cục nhôm cục từ đó. 4 cái tia dài nhất á. Đúng rồi, 4 cái đó đó, đúng rồi. Này. Rồi, đúng rồi. Đặt. Cái ống mà của cái ống inox mà của cái kệ đó em đừng có để lộn cái khác nha, để riêng chỗ nha. Tí nữa họ mất công đi tìm. Đó. Mở ra nhưng mà để riêng chỗ, nhớ là để chỗ nào nhớ lát ráp vô khỏi mất công lắp lâu. Rồi cứ để đó đi, rồi lắp cái ti đó vô đi. Cái ti đó vô cái cục từ đi. Lắp cái ti đó vô cục từ đi. Cái ti em cầm đó. Lắp vô đi. Vâng đây. Đúng rồi. Ừ. Lấy cái lông đền ra. Dẫn vô. Mày dẫn vô đi. Đúng rồi, dẫn vô. Ôi. Rồi nữa lắp, lắp 4 cây y chang nha, y chang vậy đó. Đừng dài gì. Là cầm đi dây thôi, nó tiếp cũng mày. Đi dây cho em. Lấy cái cây gì cũng cầm đi. Đấy cần mình xí được. Đền nhựa nó bỏ vô 4 cái cây đó. Có cái nắp nhựa đầu, đúng rồi đó. Rồi bỏ vô cái ống đó. Đúng rồi, bỏ thêm một cái nắp nhựa đen trên nữa. Đúng rồi đó. Rồi 4 cái y chang vậy. Không cần lông đền. Rồi. Không có bỏ lông đền. Không bỏ bà nè. Lấy ra đi. Rồi lắp 4 ống vậy. Hãy
Rồi lấy hai cái tấm. Rồi sao anh? Lấy hai cái tấm kiến mà nó có bốn cái lỗ á. Một mà có cái cục từ nó dán ở trên cái tấm kiến đó đó. Lấy tấm kiến đó đi. Qua bên kia. Đó, ừ. Đúng rồi, tấm đó đó. Lật ngược lại, ừ. Bỏ vô hai cái lỗ đó. Ở gì không? Đúng. Quay. Alo, quay ra. Quay ra. Đúng rồi. Bỏ hai vô cái hai cái. Sợ cái lỗ nào, lỗ trong á. Ừ, đúng rồi. Bỏ xuống. Đúng rồi, bỏ vô đó. Đúng rồi. Bên kia cũng vậy. Bên kia cũng vậy. Một người giữ đi hoặc lấy gì kê ở dưới. Rồi bên kia cũng vậy. Đúng rồi, lấy xong mày lấy bốn cái ống inox mà nãy tháo trong cái cây tia dài ra bỏ vô tiếp. Bốn cái ống inox mà nãy tháo ra đâu? Bỏ lên nó. Đúng rồi, bỏ ra. Rồi ok. Rồi lấy bốn cái ống inox á. Bắt vô bốn cái cục từ đó. Có bốn cục từ hai bên đó thấy không? Đúng rồi. Không cái ống dài ông ngoại cái ống inox giống như hồi nãy á, ống inox á. Ống inox ừ đúng rồi, đó cái đó. Đúng rồi, bốn cái ống đó bắt vô bốn cái. Rồi. Bỏ vô nó ông cái nóc lên. Chỉnh cái nắp nhựa lại cho nó ngay kìa, chỉnh nắp nhựa cho cái ống đây nè cho ngay lại kìa. Bên đây này. Bên gần đi cái máy ờ đúng rồi cái đó đó, chỉnh lại cho nó ngay ngắn. Bên kia nữa, chỉnh ở đầu kia nữa. Chỉnh đầu kia nữa. Rồi lấy cái đáy dài bỏ lên. Lấy cái đáy dài bỏ lên. Cái lưỡi u 51 chuối nha nha. Em biết rồi. Cái Okay.
Rồi cái đáy dài bỏ lên. Tấm kiến dài nhất á. Ăn luôn. Rồi lấy cái lông đền với lấy con tám dặn lại, lấy lông đền. Ok đó, lấy lông lông đền mấy con tám dặn lại. Vành ở ngoài trước khỏi về khỏi khỏi mất công đỡ. Để gì bảo là rồi sáu chân nó dặn vô sáu cục từ đó, lắp cái con ấy trước đi, đúng rồi dặn lắp cái đó vô cái sáu cái chân nữa là xong rồi đó, à còn hai cái lửng nữa. Cái này mình lật xuống hay là lật lên? Để y chang vậy đó, lắp vô theo cái chiều y chang vậy đó, lắp vô. Đúng rồi, lắp cho đi. Đó về đúng rồi đó. Không cần chơi cái nắp đen trước, cái nắp đen. À đúng rồi, về đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Lắp hai cái treo trước cái chỉ cho lắp rồi lắp chân sau này. Lắp hai treo trước cái chỉ lắp chân sau. Anh để cái chân tí nè lắp em chỉ cho lắp cái treo luôn nè. Để chân nó tí lắp sau. Rồi sao anh? Để cái chân nó tí lắp sau cùng thì em chỉ cho lắp. Thì thôi lắp luôn cũng được. Lắp luôn đây cũng được. Chỉnh lại, chỉnh lại cái chân, cái chân chưa vô kìa, cái chân chưa vô kìa. Cái đó. Đúng rồi. Rồi nó nói quay qua bên chỗ cái lửng kia chỉ cho lắp luôn nè, qua bên cái lửng ra chị cho lắp này, qua bên cái lửng. Ừ đúng rồi, cái đó bây giờ anh để cái tấm nó xuống dưới đất đi, anh để cái tấm nó xuống dưới đất đi, anh để cái tấm nó xuống dưới đất đi, lật ngửa vậy đó, để xuống dưới đi, để xuống dưới đi chị cho lắp này.
đúng rồi, để xuống đó lấy bốn cái ti nhỏ nhỏ thấy không, lấy bốn không có, để xuống dưới đất đừng có đưa ra đó, để xuống dưới đất đừng có đưa ra đó, để xuống dưới đất đó, đừng có đưa ra đó, không để xuống, để ra ngoài đừng có để ra đó, để đó tí nữa nó chạy đề can á, để ra ngoài luôn á. Rồi qua bên đó quay đi, lắp bốn cái ti đó vô, lắp bốn cái ti đó vô. Không rồi, lắp cho đó, lắp cho đó, tháo ra chứ. Okay. Tháo ra chứ, tháo ra chứ. Tháo ốc ra chứ. Rồi lắp cho đó. Lắp bốn bốn con y chang vậy. Để hai bên hai cái mình nhá chuẩn bị. Bỏ bốn cái khúc nhựa vô, bỏ bốn khúc nhựa vô bốn cái cây ti á. Đúng rồi, bỏ, đúng rồi, đúng rồi, cái đó đúng rồi đó, cái đó đúng rồi đó. Không khỏi khỏi lông đền, không lấy lông đền ra đi. Đúng rồi đó, bỏ bốn cái vậy là được rồi. Rồi ấy anh chỉ cái này, anh đúng rồi, anh bê vô, anh xỏ lên, anh bê vô cái kệ tivi anh xỏ lên. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi, xẻ bốn cái lỗ, đúng rồi đó. Rồi anh lấy bốn cái cây kia lắp vô cái nhựa. Không không bỏ, bỏ lông đền ra đi, bỏ lông đền ra đi, bỏ lông đền ra đi. Bỏ lông đền ra đi. Cái cây nhựa, cái cây nhựa trong đúng rồi, bốn cây, bốn 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 cây, bốn cây đúng rồi đó. Rồi bỏ lên vô. Ủa còn cái thớt kia đó không, bỏ ông đền ra đi, xong rồi lấy cái miếng mà miếng kiến còn lại cuối cùng đó đó, bỏ lên vô đó rồi dặn ngóc lại, lấy miếng kiến cuối cùng bỏ lên. À, cái màu mà mặt trắng lên lên trên giống như hồi nãy giờ đó, đúng rồi đúng rồi. Bỏ vô cái lông đền, bỏ con tán vô dặn lại, bỏ lông đền, bỏ con tán dặn lại, bỏ một cái lông đền rồi con tán dặn lại. Nhớ bỏ lông đền nha. Đó, rồi, ok. Ok, vậy là xong rồi đó, lật lại nhưng mà lật cẩn thận nha. Lật cẩn thận. Rồi, 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 ok.